Bốn hòn đảo đang làm thế giới rượu vang dậy sóng, phần 3. Tiếp theo hãy cùng đến với Sicily. Nếu là một big fan của tiểu thuyết Bố Già nổi tiếng, chắc chắn bạn sẽ không xa lạ gì với hòn đảo được xem như khởi nguồn của mafia. Nhưng nơi đây không chỉ về những băng nhóm giang hồ mà nó còn cực kỳ nổi tiếng về những dòng rượu vang vang danh không kém những băng đảng mafia. Thật sự ngay lúc này, Sicily đang rất hot. Trong khi người Mỹ gần đây mới chú ý đến hòn đảo ý này, Sicily thực sự đã làm rượu vang từ trước năm 750 trước Công nguyên. Gần đây, nhiều nhà sản xuất ưu tiên chất lượng hơn số lượng đã đi đầu trong lĩnh vực sản xuất rượu vang ở Sicily. Giờ đây, đã có sự phân chia khu vực quan trọng dẫn đầu và cung cấp sự đa dạng về rượu vang của hòn đảo này. Etna, nằm ở phía đông Sicily, là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất của hòn đảo và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi núi lửa Mount Etna đang hoạt động, nơi trồng những vườn nho. Đất núi lửa không chỉ ảnh hưởng đến độ khoáng của rượu vang, mà độ dốc còn cung cấp lợi ích về cả độ cao cùng ánh nắng mặt trời, tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa độ chín và cường độ pha trộn với sự thanh lịch và độ chua. Rượu vang trắng được dán nhãn là Etna Bianco, dựa trên giống nho Caricante, và rượu vang đỏ có nhãn là Etna Rosso, dựa trên Nerello Maschio, thường được pha trộn với Nerello Cappuccio. Bờ biển phía nam của Sicily là quê hương của vùng Vittoria, nơi được biết đến nhiều nhất với Cerasolo di Vittoria, một sự pha trộn độc đáo của rượu đỏ từ Nero da Vola và Frappato. Chúng thường có vị vừa và dễ uống, ít bị ảnh hưởng bởi đất núi lửa nhưng vẫn có mùi đất rõ rệt. Làm hoàn hảo thêm sự đa dạng của hòn đảo này là vùng Marsala Ove phía tây Sicily, từng được coi là loại rượu nấu ăn rẻ tiền. Marsala, đặc biệt khi được làm bằng nho Grillo, có thể đậm đà, cấu trúc phức hợp đầy quyến rũ. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!